Không khí trong lành và mát mẻ thì đến với Đà Lạt. Nhà thì tầng tầng lớp lớp từ cao xuống thấp. Ai muốn hưởng thụ tuổi già đến với Đà Lạt nhá. Của nghỉ dưỡng. Chúng ta đi khoảng 30 tiếng rồi là. Hôm nay là mùng 1 nha. Mùng 1 tháng 5 nha. Hôm nay sao im quá.